Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad T480S nha mọi người. Đây là cái dòng 14 inch. Cái cấu hình thì rất là ok, giá thì rẻ và quan trọng là cái màn hình nó đẹp tuyệt vời, đẹp không tì vết. Mọi người thấy cái dòng T480S á, cái dòng S á thì nó mỏng gần như là cái dòng X luôn. Cho nên nó là rất là chất lượng. Như thế nào từ từ mình sẽ view rõ ràng hơn. Màn hình nó là 14 inch Full HD rồi. i5 Gen 8 nha mọi người, RAM 16GB là quá ok. Và SSD là 256GB. SSD này thì mọi người có thể nâng cấp lên 512 một tây gì cũng được. 14 inch rất là đẹp nha mọi người. Đẹp không lỗi lầm pin thì trên 3 giờ sạc sạc tay Seijin. T480S nè. Cái phần màn hình, cái phần đoạn trên là mình khỏi phải chê đi, rất là ok rồi. Giờ xuống dưới thôi. Phím phím này á là mình đã dán phím quốc tế lên rồi đó mọi người. Đây ha, nó gần dường như là nó đúng khuôn luôn và gõ rất là ok, êm mềm zin xịn nè mọi người nè. Mà mình sẽ cái phần trước khi dán là phím nó có bóng nhiều nha, mình có chụp hình lại và mình sẽ quay rõ cho mọi người xem đây luôn. Và mình chụp hình lại ha mọi người. Cái chụp hình thì do cái điện thoại mình nó bị bể nữa, chụp nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mọi người có thể thấy cái độ bóng với lại nó bị mờ một vài vài cái chữ, như là chữ A này, chữ S nè, rồi chữ O, G rồi chữ K đây nè mọi người đó. Nhưng mà phím là vẫn là ok, thực sự là dán phím lên là nhìn nó đẹp, nó cũng không ảnh hưởng gì hết trơn. Là dán lên là sẽ như thế này, che những cái ký tự đó đi. Đương nhiên là dán lên thì nó đẹp rồi, nhưng mà do nó mòn chắc chắn là giá nó phải rẻ hơn rồi. Nhưng mà có điều là mình thấy là nó vẫn rất là êm, ok. Dán phím lên là không ảnh hưởng gì hết, với lại cái điện thoại của mình á chụp lên thì nhìn nó hơi hơi bị ghê, thật sự là vậy. Đây ha, cái chỗ này thì nó hơi bóng ha mọi người. Nó mòn thì không có mòn nhưng mà nó hơi bóng, nó bóng là người ta cũng thấy cái gác tay vậy, người ta gõ chỗ chuột này thì hơi bóng nhẹ thôi ha, tại vì ban đêm nữa. Mọi người thấy nè, mình quay á là cái bóng đèn của nhà mình nó chói, cho nên là nhìn cái chỗ nào mà nó bóng bóng á thì cảm giác nó bóng nhiều hơn. Nhìn nó thì sẽ như thế này đó ha. Rồi phần phím chung là tương đối sạch sẽ, chỉ có bấm như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay cái phòng ở ngoài. Bên này là nó một đống các ngõ kết nối mọi người. Cái dòng T này được cái là rất là nhiều ngõ luôn. Ngõ sạc Type-C, kết nối Type-C nè, rồi mạng LAN, USB, HDMI, tai nghe, thẻ nhớ, không thiếu một cái ngõ nào luôn nha mọi người. Không thiếu một cái ngõ nào luôn. Cái dòng T được cái là nó đầy đủ các ngõ. Bên này có ngõ USB nha. Pin máy này thì nó trên 3 giờ sạc sạc tay Seijin. Cái phần vỏ máy thì như thế này, nhìn tương đối sạch sẽ nhưng mà nó có gọi là nó có mòn xấu nha mọi người. Mình sẽ đi từng cái chi tiết để mọi người thấy cái chỗ mòn xấu của nó ha. Chung là nó không có bị bể vỡ đâu, nhưng mà là nó này nó hơi mòn nè. Cái mòn này sờ nó không có cộm tay nhiều đâu. Đây ha, cái dấu nè mọi người, hơi mòn nè. Chữ ThinkPad thì ok. Phần trên này là mình thấy là nó cũng tương đối, nên là kiểu kiểu cảm giác giống như là sờ thì rất là mịn nhưng mà nó kiểu như vết hơi mòn 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 đã qua sử dụng đó mọi người. Đây, và cái lớp này là cái lớp lụa, nó mòn hết cái lớp lụa cho nên nhìn nó không có được đẹp. Thường thường là X280 nè, dòng L 480S, 490S hoặc là dòng 280, X390, X395 là nó cái kiểu nó đúng một cái kiểu vậy thôi. Thực sự ra nhìn sơ sơ qua thì nó sạch sẽ, nhìn kỹ thì sẽ thấy những cái dấu vết mòn. Như con máy này là mình cho là vỏ xấu đi mọi người, nhưng không hề bể vỡ, hơi mòn, hơi bóng, xấu. Nhưng ngược lại ở bên trong thì quá là ok luôn. Và lúc nào cũng vậy, máy thì có xấu nhưng mà ở bên trong chuột là nó đẹp như mới, và tất cả là zin đét 100%, không hề sửa chữa gì hết. Nên mọi người yên tâm, cái chuyện đó là cái chuyện mọi người luôn luôn yên tâm. Tại vì nó xấu là mình sẽ bán giá rẻ, và nó đẹp thì nó đắt hơn, chứ mình công khai giá rõ ràng đâu đó. Có những cái có cùng một model, cùng một cấu hình nhưng mà trên nhau 1-2 triệu là bình thường. Tuy rằng giá nó rẻ thôi, nó không có đáng để chênh nhau như vậy, nhưng mà là nó xấu hoặc là nó lỗi gì đó mình sẽ báo rõ và mình bán rẻ. Như cái con máy này là vỏ có bị xấu và mình báo giá mọi người là chỉ có 4 triệu 9 thôi cho cái con máy này thôi. i5 Gen 8, RAM 16, SSD 256, 14 inch Full HD. Riêng màn hình là quá đẹp, pin ok ha, pin trên 3 giờ, máy kèm sạc zin.
Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Ai chốt thì inbox mình.